Anh yêu em á, thì giấy này còn phải chờ đợi để xác minh. Nhưng mà em yêu anh á, thì đừng có ở đó mà tơ tưởng, quá khứ rồi. Anh không sợ sự thật đâu, em cứ xác minh đi. Càng sớm càng tốt để cho anh đỡ khổ. Nhưng mà anh muốn biết là em và Ngọc Lan thân với nhau từ lúc nào vậy? Sao em không nói gì cho anh biết hết? Không nói mà còn bị anh qua mặt cái dèo. Nói ra chắc giờ này anh cho em muốn mật ong dài dài. Vậy anh sẽ nói với Ngọc Lan. Không được. Anh muốn phá hoại tình bạn của tôi với Ngọc Lan hả? Nhưng mà anh đâu có lỗi trong vụ này. Sao không? Đó là lỗi tày trời. Trời không dung, đất không tha. Nhưng mà lỗi gì? Bắt cá hai tay. Khánh à, anh yêu em. Và anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh đối với em là duy nhất và trọn vẹn. Khánh, hãy cho anh cơ hội cuối cùng. Vì anh yêu em Khánh à. Anh đi đâu? Thì anh đưa em về. Không cần, tôi đi một mình. Trước khi gặp anh, tôi từng đi một mình mà. Nhưng anh đã chở em ra đây, thì anh phải chở em về. Anh muốn như vậy. Cảm ơn anh, tôi tự đi được. Chào anh. Xuân Khánh à, Khánh. Đi. Chào Bích Vân. Xin lỗi vì anh đến trễ. Đường kẹt xe quá. Xin lỗi, anh dùng gì? Cho tôi ly cà phê. Dạ, cảm ơn. Ủa, bé Trọng đâu? Cháu bất ngờ bị sốt, nên em đưa bé Trọng về nhà nằm nghỉ. Vì đã hẹn với anh, nên em mới đến đây. Thiệt quá. Cái hộp đồ chơi siêu nhân này, bé chồng sẽ hết sốt liền. Hay là chúng ta về nhà đưa quà cho bé chồng. Ngồi nghỉ một lát rồi đi. Đi lúc này cũng kẹt xe thôi. Anh mua hoa hồng tặng ai vậy? Tặng em chứ ai. Tặng em. Nè, anh tặng em, hy vọng là em không trả lại. Em cảm ơn anh. Vậy mà có lúc em đã từ chối không nhận hàng ngàn đóa hoa hồng của anh. Anh có buồn em không? Anh chỉ buồn cho anh thôi. Anh không thể trách em được. Em hành động đúng với hoàn cảnh của em lúc đó. Sao anh lại chịu khổ vì em như vậy? Xung quanh anh còn biết bao nhiêu cô gái khác xứng đáng nghe em nhiều. Đơn giản, vì anh yêu em. Cho hùng cũng hùng. Anh yêu em và điều đó không thể nào thay đổi được. Tình yêu của chúng ta đã là định mệnh rồi em à.
Chán quá, không biết phải làm gì bây giờ. Xuân Khánh đã phản ứng như vậy thì làm sao cho cái suy nghĩ lại đây? Chẳng lẽ mối quan hệ của mình và Xuân Khánh đành phải dở dang sao? Em còn giận anh hả? Anh xin lỗi em à. Anh đi đi. Từ giờ trở đi tôi không muốn dính dáng gì tới anh hết. Em muốn chấm dứt với anh thiệt sao? Vì thằng luật sư đó hả? Là vì anh đó. Anh? Tại sao? Vì mấy viên thuốc đó hả? Em nè, nó giống như kẹo thôi. Anh tặng cho tụi nó cắn chơi, chứ có buôn bán gì đâu. Nhưng mà chuyện này em đừng nói ra lộ liễu, tới tai công an thì phiền lắm. Thôi ra nhảy đi em. Tôi mệt quá, tôi đi về đây. Về. Lục lên. Mời em. Mời anh. Trong ngôi biệt thự này á, nhìn đâu em cũng thấy dấu ấn của Ngọc Lan. Anh chỉ có mỗi mình nó thôi. Còn em thì sao? Em có chỗ của em. Ở đâu? Nè, đừng có nói á, là trên chiếc giường của anh nha. Em thiệt là. Nhìn mặt anh kìa, tức cười chưa? Nhưng mà anh chưa có trả lời em. Chuyện gì? Là đánh trống lảng nữa rồi. Em muốn biết á, là em ở chỗ nào trong trái tim của anh. Anh không thích trả lời những câu hỏi loại đó. Tại sao? Đôi khi người ta nói dối hay nói thật cũng khiến cho người khác nghe khó tin. Cô Ngọc Lan đến trễ vậy. Tôi có việc cần gặp anh Vĩnh Kỳ. Anh cho tôi dạ, gửi sang chút nha đó. Mời cô lên. Cảm ơn. Anh không mời em vô hả? Anh có muốn cho cả chung cư này biết nửa đêm có một cô gái xinh đẹp tới kiếm luật sư Vĩnh Kỳ không? Anh nếu không muốn mọi người biết thì anh mau mau mời em vô đi. Em vô đi. Em đi đâu mà về khuya vậy? Em uống rượu nữa hả? Uống chút xíu à. Em đâu có xỉn đâu. Xỉn làm sao mà lái xe tới đây kiếm anh được.
Vậy em đến đây tìm anh có chuyện gì không? Em chán anh quá à. Người ta nhớ anh chứ người ta đến đây làm gì? Chỉ có anh là em chưa chán thôi đó. Cảm ơn em. Nhưng mà khuya rồi, em nên về nhà đi để bác khỏi trông. Em cũng chán nhà em luôn rồi. Em chỉ thích ở đây thôi. Tối nay hả? Em sẽ ngủ lại đây. Anh có phiền không? Anh có phiền cũng mặc kệ. Mai mốt nhà này cũng là của em à. Nhưng mà người ta sẽ gì nghĩ? Kệ người ta. Anh muốn hả? Sáng mai á, em sẽ đi hết cái chung cư này vòng 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 vậy nè. Giới thiệu, em sẽ là bà xã của Vĩnh Kỳ. Nhưng ai lại làm như vậy? Kỳ cục lắm. Nhưng mà anh với em đã có gì với nhau đâu. Sao anh lại nói vậy? Bộ anh không yêu em hả? Anh nói đi. Anh có yêu em không? Tình yêu đâu phải là hỏi và trả lời như vậy đâu. Một câu thôi mà. Anh có yêu em không? Anh mà không nói em ở đây luôn tới sáng không? Anh nói đi. Anh nói đi, em về liền. Em nói là phải giữ lời đó nha. Có. Mà không được. Nhìn em nè. Nói đi. Nhìn vô mắt em nè. Anh có yêu em không? Có yêu. Không được. Yêu gì mà cái mặt lạnh như tiền vậy á. Vô cảm quá. Anh phải nói nồng nàn say đắm vô. Trời ơi, yêu cái gì mà chỉ đạo đủ thứ vậy? Anh mệt quá. Em xin lỗi. Em chỉ muốn anh nói với em bằng một giọng trữ tình dịu dàng thôi à. Thì em ngồi trước đi, rồi anh bắt trớn nói theo. Anh nói giống em nè. Trả lời em đi. Anh có yêu em không? Có yêu. Anh phải nói cho trọn câu là anh yêu em lắm em mà. Thôi vậy cũng được. Thích quá. Lúc nãy em nói gì em quên rồi hả? Em nói gì đâu. Em nói là chừng nào anh nói xong thì em sẽ về mà. Em hứa rồi mà. Vậy thì ra anh nói yêu em là anh chỉ nhằm đuổi em về thôi hả? Em biết tim đen của anh rồi nha. Nhưng mà không sao. Anh cứ nói anh yêu em hoài á. Xong rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em thiệt thôi. Thôi, em đi về đây. Em không có muốn là một cô gái hư hỏng phóng túng trong mắt anh đâu. Nếu mà em có những hành vi không phải, em xin lỗi anh. Tại chẳng qua em yêu anh thôi chứ bộ. Anh ngủ ngon nha. Ngọc Lan à. Anh luôn luôn quý mến em. Quý mến và yêu là không có đồng nghĩa với nhau đâu. Em đi về đây. Anh ngủ ngon. Ngọc Lan à. Ngọc Lan.
Hình như em không được thoải mái. Có chuyện gì không em?